Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh chăn nuôi bánh trai ha. Hôm nay em lên một cái kem tơ chữa 8 tháng của chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Giờ mời cô chú anh chị theo dõi nội dung giá cả, em báo ưng ý mua phù hợp với túi tiền mình mua liên hệ cho em ha. Trước mặt chúng ta hình ảnh một cái kem chữa 8 tháng nè. Gieo tinh anh chủ nhà nó là trên gieo tinh ba kem ba b đó ha. Tại vì cái gieo tinh ảnh nuôi nhiều quá anh cũng nhớ được con gieo tinh ba b hay kem gì, hai cái đó có một cái cho anh chị sái tán nghiêm chỉnh ha, sái lưng nè hoàn thiện ha chú anh chị, dai được dữ dằn không yếm mà có sái tiền ha cho chú anh chị thấy không đó, chữa 8 tháng này cho chú anh chị. Tơ nha, con này bò trơ chưa lót răng chú anh chị. Chân cẳng chân sau nè, xương sóc là to ha chú chị. Lúng thì không có lúng ha, thiếu lúng chí. Chân trước nè, xương sóc nè, ức như hơi bông chú anh chị. Đó, vú nè, bò lai nè ha, đuôi qua nè, qua còn đẻ không chú anh chị thấy không. Đó, lưng nè, lông nha, diễn nhừ ha, da nhuyễn lông mỏng luôn đó, lông da diễn nhừ này cô chú anh chị thấy không, da mỏng cực kỳ luôn thấy không. Chiều cao đo được là 1m35 trở về chú anh chị, em đo ngay không, em đo 1m35 nghe, thả đòn cực kỳ dài đúng không, tàn lớn luôn cô chú anh chị thấy bò đứng tàn dữ không. To chưa lót cái răng rồi nha, chữa 8 tháng rồi, bò này thì anh chủ nhà nó đã tiêm ngừa vaccine đầy đủ hết cô chú anh chị rồi, trên viêm da nổi cục nè, tụt huyết trùng với lông mỏ và lông móng đã tiêm đầy đủ hết ha, chân cẳng móng sò cực đẹp ha chú anh chị. Đó, to là con bò, F1 có sừng dài ha, là sừng thôi chứ nó chưa lót răng nha. Đó, sải tráng khi lưng nghiêm chỉnh nha chú anh chị. Đó, con này anh chú nhà cũng bán giá là 38.500.000 ha. Con này một ngày không phải do bị bệnh như chú anh chị, do nó bị lùi mộng cắn nổ lên thôi ha chú anh chị. Đây, chân trước nè, móng sò ha, chân sau nè, thấy không, tàn lớn nha chú anh chị, cao 1m35 nha, thả đòn dài, cao to ha, to chưa lót răng, chữa 8 tháng ha. Thì bên em bán là em bao chữa ha chú anh chị, vô con chú anh chị mà về mà không thích không ấy thì khám lại ha. Đây, do cái con bò cây ngán là nó bị dính lại, không phải bị sò màu cũng vậy, cây ngán gác ngang nó cả đấy lụng lông chứ không phải sò màu nè. Rồi bò anh chủ nhà bán giá là trả 38.500.000 ha. Đó, cô chú anh chị mua liên hệ cho em. Đây, thấy không, chân cẳng nè, yếm bài bản của chú anh chị. Kem chữa 8 tháng rồi ha. Đó, bây giờ mong cô chú anh chị thấy ưng ý xem phù hợp túi tiền mình, nhân ta nhắc máy liên hệ cho em ngay ha, để sở hữu con bò này ha, về mình làm nuôi giống nền sinh sản cực kỳ tốt luôn. Con này nó tàn nè, yếu dần không cô chú anh chị, tàn đi dữ không, chân cẳng nữa không. Quay tầm xa cho cô chú anh chị mình thấy hết nè, con bò nè đó ha. Hả, được liên hệ cho em số điện thoại để màn hình. Thì bò này cũng ở huyện Ba Tri luôn chú anh chị, đó, tỉnh Bến Tre ha. Cái lông da mỏng như nhừ của chú anh chị thấy không, da mỏng lông như nhừ thấy không, cực kỳ luôn đó. Nó bò tàn hình thù cô chú anh chị khỏi chơi rồi đâu luôn ha. Chiều cao lý tưởng của chú anh chị, tơ hang chưa lớt lăng, cao 1m35 nè. Thì đó, con bò này nó đẻ ra nó còn phát triển nữa nha chú anh chị, nó lăn khích địch luôn ha. Sao nè,
xương sống cũng khá là to ha anh chị. Đây, hồi nãy cái này vú nè. Đó, thấy rõ không? Lúng hơi ngắn nha. Lúng hơi hình như là không có luôn ha anh chị. Trong lưng đít nè. Khắc khăn không? Đó. Kỳ ha. Cực kỳ bếp luôn. Đây, đó tương mặt hình ảnh nè, hai con cái ăn con ba bê nè. Cái con cam ha. Đó. Thì con ba bê này chiều cam đo được là 1m15 tối về nha. Cô chú anh chị. 1m15 tối về, còn con cái cam này 1m13 ha. Đó thì tông quá tình tôi cũng có xê xích chút, xê thay đổi chút xíu em. Cũng không có đo như đúng chuẩn như mình đo. Ấy bị vợ cho con bò nó không đứng im được cái chú anh chị. Đó ông bò cái kem nè. Chân cẳng đứng thẳng lặng móng sọ không? Xương to là hang của chú anh chị. Dữ dằn không? Đây. Đầu à. Thấy lưng hay tò này về là tốt ký ha. Lưng da đít nửa nở nữa. Lúng nè. Cũng chèn là cô chú có lúng nhận lúng thấy không? Vú nè. Đó. Bò này, hai con bò này là em bao là tiêm ngừa vaccine đầy đủ rồi hết chú chị. Bò này không có bị sò mâu hay gì hết nha. Cho nó nằm cái xăng đan liếc mà lụng lông này. Cứt nè, lụng lông không phải sò mâu chú chị. Qua to nè ha, qua nè. Lưng nè. Đó. Cái kem ha. Qua đây cái bơi bơi nè, kiểu mẫu cực kỳ tốt luôn. Đây, xương nè, chân trước làm sao thấy không? Cô chú chị thấy không? Đó, lúng nè. Đây. Lúng chèn luôn ha. Vú nè. Đây. Con cái kem mà anh chú nhà anh bán giá là 16 triệu, còn cái OB là 18 triệu 500 ha. Đó. Cái OB là sáu lưng nghiêm chỉnh nha chú chị. Dai nè. Đít nè thấy không? Đây. Và wow, cũng khá là to nha chú anh chị. Đó. Này. Đó thì cô chú anh chị gần xa muốn mua hai con này thì liên hệ cho em số điện thoại để mình hình ha. Đó. Lúng mà. Dữ dằn ha. Đây. Đó. Sái lưng này thấy không? Đít nè. Mở cái nang cũng như vậy đã qua nè thấy không? Con ba bê bông muối tiêu là cực kỳ không? Nhìn đẹp hơn cô chú anh chị. Thấy không? Qua cái kem này nè. Cái kem cũng đít dữ dằn nè thấy không? Qua to ha. Cái kem này cũng đít dữ ra cô chú anh chị. Bò lai thì sái thì tò lên chiếc không quan trọng gì mấy ha chú anh chị. Thì nào bộ gu kìa. Không quan trọng ha. Bò lai giờ lai sái với bông đốm rồi cho ta chăm chế hết lên cô chú anh chị. Chân cả là hoàn thiện hàng này, hàng có 4 xe gì hết ha. Đó, con kem mà bán 16 triệu, còn con bê bán 18 triệu 500 ha. Bê là 7 tháng bò, con kem là 6 tháng rưỡi nha chú anh chị. Cái bê nè, lực không? Đó. Con kem nè ha. Ôi, ghê phiếp. Đây. Kem ha. Đó cô chú chị gần xa muốn mua liên hệ cho em. Hàng này là tiêm ngừa vaccine viêm gan cục đầy đủ hết cái hàng của chú chị. Đó. Ở bên nè ha. Hàng này giá cũng cực kỳ thôi ha, con 16 để con 18 triệu 500. Giá cực kỳ đẹp luôn, cho cô chú mình mua về nuôi đây. Chắc chắn là sẽ có lời, không có lỗ đâu cô chú anh chị. Thấy không? Đó, cô chú anh chị thấy không? Cực kỳ ha. Qua nè, dữ dằn không? Đó.
chân cẳng thấy không? Nè, ngoài chân cẳng nè, con kem nhận xương khủng luôn ha, ha quý vị. Đó, hai này kiểu mẫu thì nuôi giống nền sinh sản cực kỳ tốt. Hai này thì cô chú anh chị mua về để làm giống nền sinh sản ăn rất ok luôn. Này nó tàn lên từng bếp luôn chú anh chị, chịu cực chăm sóc kỹ một tí ha. Ăn uống hai này cô chú mình khỏi lo, đồ ăn uống với bác giữ dần luôn. Thả dạng đòn cực kỳ không. Đó, em quay tầm xa cho cô chú mình thấy rõ luôn ha. Đây. Thì giá cả em có báo, đã báo rồi hả cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Con 16 triệu, con 18 triệu 500 ha. Con kem mày sái hai trò về lưng chút nha chú anh chị. Thấy không? Con kem mày vuông bò dai đít đầy đặn. Bao bê nè, giữ dàn kiểu mẫu cực kỳ tốt luôn. Con kem vậy thấy không? Sái tiền này cho chú anh chị thấy không? Đó.